Đây. Lắm. Rất là đáng tiếc. Chốt. Không vào, vẫn không vào. Trận đấu hôm nay là hết canh rồi nha quý anh em. Giữ lại, giữ lại. Đây là hân hạnh trở lại với sân vận động An Nhân, BTS An Nhân nha, Pepsi. Đấy, cái lùng đạn. Anh ấy thật là khủng khiếp. Anh em trở lại với sân vận động BTS Quang Nhơn để đón xem trận đấu U35 của thị xã An Nhơn gặp U20 của An Nhơn. Hôm nay có nhiều sự thiếu vắng của các cầu thủ Trung Trị Trâu, nó bị nhìn gái, vừa đẹp anh vừa nhìn gái bị vợ quýnh dập má nha anh em. Còn bác gái thì suốt giờ nhỏ sợ quá. Còn bác gái thì cũng nhìn gái dữ quá, tự nhiên mắt đồ ghen chạy cũng không nấu nha anh em. Còn thằng Camarillo thì rồi tỷ số tiếp tục. Camarillo của chúng ta thì hôm nay bận công việc nhiều nên không có thi đấu, nên thiếu vắng quá nhiều cầu thủ, thành ra trận đấu hôm nay đá không lại nha anh em. Tỷ số hiện tại cũng đang là bên U20-4, bên U35-0. Vãi lụ đạn. Tỷ số là 1-4. Ghi được cũng bàn. Thôi vậy cũng mừng. Có hơn không cả chồng hơn ở giá. Rồi bạn chị khủng khiếp lắm. U20 mà né với U35 là hiểu rồi. Và hôm nay huấn luyện viên bên U35 vẫn là bị kè. Rồi rồi. Rồi rồi.
Acer 89. Mấy cha có coi video này á, mấy cha bớt nhìn gái giùm cái, đỡ thi đấu luôn cho trận đấu nó căng thẳng, nó hoàn hảo. Hay mà vừa đá banh mà vừa giùm gái chi đó, vợ phát hiện đó nó quýnh cho thăm mắt. Rồi bác gái nhìn gái giữ quá đủ ghen quá, tỷ số vẫn là 2-0. Đấu anh 2-4 chứ không. Banh béo kêu lẹ giờ này mới có mặt. Mình làm huấn luyện viên nha mọi người, bất lực nha anh em. Trận đấu này bây giờ hiện tại đang bắt đầu dặn dân lại là giải quyết. Hai thằng. Còn cái là FC 89 là đá giờ sau không rồi. Quá ngọt. Từ bình tĩnh. Mua nhiều giờ quằn lại. Hay quá lộm lướt. Tiếc vãi đạn. Wow, quá đáng tiếc. Tốc độ của đội bạn một sự khủng khiếp. Rồi lên luôn. Đường quá thật góc không dành cho ai. À, quên nãy giờ quên nói với anh em à, bên phía bên FC89 U35 là bị thiếu người nên cần một sự trợ giúp của đội bạn ở cho đủ người, là mượn một cầu thủ của U20 là bạn này. Đó là tốc độ cũng khá tốt. Wow, quá tiếc. Phải bóng dứt điểm rất là gọn gàng nhưng rất tiếc là dậu cột dập. Rất hay. Xin qua đeo hô. Vào. Vô không? Số 3. Ừ, 4 bè chứ. Các bạn thấy vừa sau trận đấu, cuối trận đấu là bắt đầu 89 có một sức mạnh rất là phi thường. Gơ lắm.
bán dè cây phút sau thôi à. Thành ra các bạn phải biết được đó là cái sự dẻo dai của những người lớn tuổi họ như thế nào, khủng khiếp lắm. Nhẹ nhàng shoot. Ôi, rất đáng tiếc cho Canavejo. Tiền đạo số 10 của bên FC 89. Canavejo. Cái này Hồ Kỳ rất là gơ gốm. Mình cũng còn có một cầu thủ cũng tên Hồ nhưng mà Phan Rinh Hồ nha các bạn, chưa tới. Rinh Hồ đó lạ lắm. Rồi tỷ số là 4-6. Rồi những giây phút cuối cùng nữa là bên FC9 hủy rất là gơ gốm. 14 bàn liên tục. Tăng nâng số lên là 4-6. Sắp sửa cân bằng tỷ số. Bạn rén rồi. Nhẹ nhàng. Chết mẹ không? Hay. Hay cho thủ môn. Thủ môn mang số 22. Là thủ môn Dũng nha anh em. Số là 47. Đây là sân nhà của U20 An Nhơn nha. U25 là sân khách. 7 bàn thắng. Cực kinh. Rất tiếc bóng vượt sang ngang. Bóng không chạy. Good.
8. Và này giờ này còn Canam Van Hô nó mới xuất hiện nè. Đá banh để bán kiểu lẹ mày. Ừ, nãy giờ tầm này có người đá hay không? Ừ. Có ai nào đá? Đá 6 giờ, giờ 7 giờ cũng là vừa chứ. Đá tiếng 15 phút. Quần. Anh bán kiểu lẹ mày. Thay đồ nhanh, khởi động ra sân. Con lỡ việc. Chút. Ủa cậu có đem đồ lên cậu. Tỷ số là 5 8. Vậy. Dạ. Yeah. Cậu có đem đồ lên không? Không. Để sao? Thì cái quay xíu nữa giờ lấy. Đội bạn là phòng thủ chặt phản công cực nhanh. Đây là tương lai là trông cậy vào cầu thủ này nha các bạn. Đó là Canavaho. Canarinho. Con ở đây là đủ đội hình không? Còn mấy nước rồi. Không chào thôi, người ta vừa nhất đúng rồi. Anh em trận này khá nha nè. Trận này là 8 bàn thắng. Thua hay cậu? Thua sắp mày. 5-8. Rồi đó. Hên quá. Mém xíu nữa rụng bàn nữa rồi. Cột dầu đã cứu thua FC 89 cực kỳ. Thế tao nghĩ vậy nè, cứ bữa nào mà có lịch đá banh á là mày cứ nghe lời tao á là mày ở dơ thiệt dơ là cái nách thiệt hâu không, cái đó khỏi cần ở dơ nó không hâu không bẩm sinh rồi con được cái đó là mày. Cứ mày chạy tới ai là mày kẹp nách vô là cho hư no thôi, hư là mày siêu tại chỗ tao là đá không được kìa đó. không cái đó là khỏi cần cầu là nó tự động nó hâu như vậy á. Ê ngon. À, chút xíu nữa đâu rồi tung đội FC 89 có sự thay đổi người. Canarinho chuẩn bị vào sân, nhớ kẹp nha, kẹp ngon nào là nó thơm không nấu vậy là bắt đầu nó xíu à, nó rụng liền hay sao. Không vào. Cú sút cực căng bên góc. Góc phải nhưng mà rất là tiếc. Là cũng không chính xác.
mời anh em trở lại xong xong đồng Bitis An Nhơn để xem theo dõi hiệp 2 của trận đấu giữa FC 86 U35 của An Nhơn gặp U20 của thị xã An Nhơn. Hai đội hình ra sân gồm thủ môn số 1 Bastis, số 2 Bitis, số 3 Lambic, số 4 gặp là Hit. Rất đáng tiếc, một cú sút khá tốt nhưng rất đáng tiếc định trịch cột dọc trong gang tấc. Đội hình dự bị gồm Camaho, số 6 Canarinho, số 8 được thủ môn của đội bạn, nhưng mà pha xử lý không gọn gàng của gặp là Hit đã bỏ lỡ một bàn thắng rất là đáng tiếc. Vào tỷ số được nâng lên là 6-8 cho U35 của thị xã An Nhơn. Những giây phút cực kỳ căng thẳng của trận đấu hôm nay. Đội bạn đều trận vô sút không vào. U25 đã dẫn trước với tỷ số 6-0 nha anh em. 6 bàn thắng đỡ mà U35 rượt đuổi tỷ số rất là khó khăn. Một lượt coi là được nhiêu tiểu? Một ngàn lượt coi là được nửa đô. Tấn công U35 đang lên bóng cực kỳ, U20 đang lên bóng cực tốt, rất đáng tiếc. Con khởi động xem á là trận đấu kết thúc. Vãi đạn. Thôi vậy em sớm chúng con đi tông đủ đội hình cho đầu đá. Quá. Cầu thủ bắt tiếp của mình mang số 10 đá rất là tốt nha anh em. Sút không vào. Sút. Sút. Không thèm sút. Đây rất tốt, hay quá. Batit, Bitit, Santit. Cậu bé. Gặp là Hit. Rồi có mẹ ở ngoài. Có không? Và cập nhật tỷ số đó là 6-8 nghiêng vào U20 của thị xã An Nhơn. Rất là đẹp. Tỷ số lúc này là 7-8 như U20 của An Nhơn. Rồi Garinho này nó nhát. Khởi động xong hết giờ luôn mẹ. Ui ui.
U20 cầu thủ ra mượn của U20 mang áo số 30 đá rất tốt nha anh em. Cầu thủ đang quyền sở hữu của U20 An Nhơn mà cho U35 An Nhơn mượn. Đang định giá cầu thủ đó với 125.000 USD ngang với Ronaldo. Mượn nhưng mà ta phải chất lượng đúng không? Betis, Santis không vô. Ừ, cùng mét cuối cùng cũng được vô vậy. Đúng không? Đâu ra đâu. Ôi, chết rồi. Phải bóng lên thật là đơn giản. Bàn phản công rất là nhanh. Tỷ số là 7-9. Như vào U20 An Nhơn. Nãy giờ có mình hiếu thôi chứ ông này vô mấy đúng không? Hiếu chưa vô mà hiếu liệu cái nó đâu có vô đâu. Anh Ba Bằng Trung Thị Trâu của chúng ta nay đã nghỉ thi đấu 5 trận nha anh em. Và nhìn gái quá nhiều bị vợ đánh và FIFA đã cấm thi đấu tuyệt đối 5 trận vì cái tội sợ vợ nên nghỉ 5 trận. Còn bác gái thì nhìn gái dữ quá bị đố cái ăn mắt chạy không thấy không thua nên chạy cũng được. Tỷ số không muốn đập đó là 70. 5 phút cuối cùng dành cho cầu thủ Rinh Hô. Cầu thủ được mệnh danh là Ronaldo béo của U20 An Nhơn. Nhưng mà rất tiếc là nó ốm quá. Hai trận bóng đầu tiên của Ronaldo Rinh Hô. Rô đánh hô. Rất đông vì cú đánh đầu về giữ bóng
Ngồi đứng hô. Rồi em sẽ dính đã ghi bàn. Tỷ số nâng lên là quanh được rút ngắn tỷ số đó là 8-10. Tập trung anh em, những giây phút cuối nha. Được bóng tốt ghi bàn luôn. Nó nâng hô. Đúng mẹ mày đâu. Rồi đi rô hô. Tỷ số được nâng lên rút ngắn về tỷ số 9-10. Bỏ lên anh em. Áp sát 10 điều đi. Yeah, 10 điều anh em. Những ghế lão làng 10 điều. Điều á. Chana Rinh Hồ vô là những đường bóng đi bóng của anh rất là quá hay. Quá hay. Quá tốt. Đúng là cầu thủ 185 triệu order. Đáng đồng tiền bát gạo. Nó ô ghe gơ quá anh em. Làm xong những hiệp thơ của Canarinho. Thật là vãi lụ đạn. Tầm là cầu rồi, trận đấu hôm nay là kết thúc. Tỷ số thua U20 hai bàn. Hẹn anh em những trận đấu tiếp theo của U35
chúng ta nha. Mình vẫn là huấn luyện viên. Đây đã lên được 3 phút rồi. Mình cũng vẫn là huấn luyện viên trưởng nha anh em. Chưa được đuổi việc. Khi nào đuổi việc thì mình sẽ báo với anh em nha. Xin chào tất cả anh em nha. Chào và hẹn lại những trận đấu tiếp theo.